Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một trận đấu liên quan gì đây? Điều đó chưa biết bởi vì hiện tại bây giờ chưa một cái loại công nghệ gì cụ thể cả và chưa có một cái gì gọi là hấp dẫn cả. Anh em có ý tưởng gì comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng làm cho anh xem ý tưởng đó. Chỉ cần nó thiết thực một chút thôi. Gì đây? Mình thì có rất là nhiều trận đấu kiểu là cho ta. Mình có rất là nhiều trận đấu ấy liên quan tới đó chính là chuỗi thắng đấy, ý là kiểu tướng 5 vàng 3 sao từ sớm rồi. Garen 3 sao từ sớm mình cũng có này, Zeke 3 sao từ sớm mình cũng có rồi. Nói chung là khá nhiều, để xem loại công nghệ là gì đây. Uầy, lõi kim cương các bạn ơi, lõi kim cương nha. Linh hồn hộ vệ, linh hồn học học giả. Thực sự là hai cái linh hồn này mình không thích chơi nha mọi người, mình không thích chơi hai cái linh hồn này. Hộ vệ học giả mình đều không thích chơi cả. Và cái quạt trời cho này là một thứ mình chưa lấy, thôi mình sẽ lấy nó nhá. Được nha, 20 vàng à. Được 25 vàng các bạn ạ, được 25 vàng nha, ok. Khá là giàu đúng không, khá là rich. Giàu ghê luôn đó. Thì thực sự là làm khi mà có một cái khả năng một cái lượng vàng từ sớm như này ấy, thì mình sẽ làm cho anh em xem đó chính là một cái gọi là cho ta một trận đấu liên quan tới đó chính là eco trắng nhá. Mình sẽ bán hết tướng đi và để có một cái lượng vàng nhiều nhất từ sớm. Đây. Check map này, vua sổ khu đồ hiệu này, linh hồn học viện này, tuyển nhân sự này, vua đồ hiệu nữa. Ui ngon thế, mấy ông này có quả này ngon kinh khủng anh em ạ. Anh em một level 8 là Ron có thể Ron tướng level 9 luôn đấy. Hơi tiếc khởi đầu cho mình lõi hơi đen. Mình cần một cái lõi khác cơ, đó chính là lõi ngoại binh 40 vàng 2.1. Kinh khủng không? Thực sự là một cái lượng vàng quá khủng khiếp. Một lượng vàng phải nói gọi là ra là giàu tình cảm à, không không giàu vật chất nhưng mà anh giàu tình cảm đấy. Mình sẽ bán hết tướng đi nha cho nó tròn tiền để mình lên lợi tức cho nó sướng. Tựa như làn gió mây bay. Anh em xem video nhớ ủng hộ cho mình đăng ký kênh và like video nha. Đó, động lực to lớn đấy, 48 vàng luôn. Mọi người có thể thấy không ạ? Trời ơi, 48 vàng, 48 vàng ra 2.2 mọi người ơi. Ui, quá số vàng quá nhiều rồi. Như này chơi eco trắng nên theo dõi luôn nha. Chơi thua 5 trận mọi người ạ. Round sau mình sẽ được tổng cộng đó chính là 57 vàng đó mọi người ơi. Wow, trời ơi. 57 vàng ở round 2.3. Thì thực sự là mình chơi rất là nhiều trận rồi nhưng mà đây chắc là lần đầu tiên mình được 50 gần 50 mức gần 50 vàng mức 2.2 đấy mọi người. Đây, mình chất lượng chưa? Cho gas vào đi. Đây, như này thì không thể là twin được nhưng mà mình chuẩn bị đến level 5 rồi này. 12 máu lên level 5. Đây 4. Nếu mà hy vọng thì ở game này nó sẽ cho tận ba cái lõi kim cương đi. Một lõi kiểu là một lõi khu đồ hiệu này và lõi này là lõi lên level 11 11 đi. Là mình sẽ lên level 10 ấy, là mình sẽ có thể tỷ lệ ron tướng ở level 11 đó, mọi người ơi. Ok, cho gác gặm một phát đi. Ôi, trông thế. Ờ, cũng giết được một người rồi, ok.
Này, cái này mà mình có một mình mà có kiểu ngoại binh thì sẽ ngon hơn. Thật sự như vậy, nếu mà có ngoại binh thì mình sẽ vừa chơi chỗ thua lại vừa có trang bị nữa. Nhưng mà đâu phải là kiểu cái gì nó hoàn hảo quá đâu mọi người. Không phải là cái nào nó cũng perfect cả. Nhưng mà anh ơi, 53 vàng này, 65 bằng ở round sau này. Ủa, phê cực kỳ luôn, ngang mà lăng không có nhờ. Có Mid Fortune mà nhá, mình sẽ lấy cái Mid Fortune này. Lấy Mid Fortune để có thể kiếm được ngoại binh từ sớm thôi. Nó không xuất hiện những vị tướng liên quan tới đấu sĩ mọi người ạ. Ok, level 5 luôn rồi mọi người ạ. Game này chắc là mình sẽ cố gắng up level 9 sớm nhất nha mọi người ạ. Sớm nhất có thể luôn. Đang chịu thua 3 trận ở 12 vàng ạ. Mình đang, nếu mà thế thì cho thua 5 trận luôn nhờ. Thua 5 trận luôn ta. Thua tiếp rồi mọi người. Để cho mấy phiêu tool nào là mình win á. Mấy phiêu tool vào là mình win á. Ông này có linh hồn học viện, ngon ghê. Lúc nãy mình có hai cái lõi kia mà chán lắm mọi người, nó không có lõi ngoại binh, tiếc ghê. Rất là hiếm mọi người, cái lõi ấn ngoại binh ấy là một cái ấn nó khá là hiếm trong trận đấu ấy. Tuy mặc dù là chơi ngoại binh nó không hề mạnh nhưng mà cái tỷ lệ ra lõi ngoại binh nó khá là hiếm hoi. Trước đấy mà ra lõi ngoại binh thì cũng là anh em đúng không, đỉnh cao rồi. Ok, thua 4 trận rồi. Đây chính là ngoại binh của chúng ta đây. Mười la vàng, ok. Round 2.7 mình sẽ lên level 6 luôn mọi người nhé. 2.7 level 6 rồi đấy. Một game lên cấp gọi là siêu nhanh luôn. Nhanh gọi là bá đạo luôn. Bây giờ mà có thêm một cái lõi đấy. Cái lõi mà kiểu chuỗi thắng 5 trận đấy mọi người. Đấy, cái chuỗi thắng mà kích hoạt lên gọi là cho ta cái khả năng lưu tức lên 7 thì ngon đỉnh cao luôn. Ôi ôi, tiếc thế nhở, win mất rồi anh em ạ. Khỏe thế nhở. Ok, do xong là do này yếu quá mọi người ạ. Do này yếu quá rồi. Chứ nếu mà kiểu mà chưa thua mọi người, chưa thua mà đỉnh cao nhất là chưa thua 5 mọi binh mọi người ạ. Chưa thua 5 mọi binh ấy thì cái phần thưởng nó ra cực kỳ chất lượng luôn. Trời ơi, level 6 luôn rồi. Level 6, 50 vàng. Mình là người lên cấp nhanh nhất trong trận đấu này. Ông này ngon, trường ở khu đồ hiệu này. Khu đồ hiệu này thì cũng rất là bá rồi, 6 viện luôn rồi. Game này chơi khá căng đấy, khi mình bán máu thế này thì cũng sẽ hơi khó để mình có thể comeback được. BF. Con chân đồ này mình nhớ, con chân đồ này, nếu mà anh em bui cho nó kiểu chân đồ carry ấy, thì cũng rất là bá đạo luôn. Ba lại bác. Úi trời, bán chó gát ra hai chó gát luôn ạ. Chơi tôi à? Đây mà chó gát đồ mình à? Nhưng mà chó gát đồ mình à các bạn? Nhờ mình không muốn chơi chó gát trong game này. Mình sẽ tính làm ba quyền năng cơ, nhưng mà điều đấy nó không ổn lắm nên mình sẽ không làm ba quyền năng nữa. Mình sẽ làm một cái sâu zin cho Mid Fortune đi. Ông này đang chơi đột biến à? Wow, đi tiêm Covid về người phê các mọi người, như kiểu tiêm ma túy vậy. Người cứ phê nữa. Người cứ bị phê đói bụng anh em ạ.
số phần thưởng xịn quá nhở, được ngay quả một vàng quá nè, ngon thế. Để xem này, thường thường mọi người thường thường ấy là ở đầu trận đấu thì nó có lõi, có lõi công nghệ mọi người, ở đầu trận đấu mà có lõi công nghệ à, cái lõi kim cương ấy thì ở về sau này nó sẽ khá là hay ra cái lõi kim cương đó, nên hy vọng trận đấu này sẽ có ba lõi kim cương đi. Từ lúc mình chơi đến giờ bởi thì chỉ một lần duy nhất được ba lõi kim cương thôi, khá là hiếm hoi, không hề đơn giản để xuất hiện là cái lõi kim cương đó. Ui hoặc ấy là ấn phát minh à, ui ngon thế, linh hồn nhà phát minh luôn. Round này thua chắc rồi, cái con gấu máy nó bút sát thương cho đội hình lên cao lắm mọi người. Tầm nhi top 1 rồi này, 6 nhà phát minh rồi. Ôi ôi, 6 nhà phát minh rồi mọi người ạ. Là chỉ cần thêm một con Seraphine nữa thôi là xuất hiện. Ây da, em thấy không, khó lắm. Giao 15 giây giao tranh, các đơn vị của bạn được gây thêm 75% sát thương. 15 giây cơ, hay như thế mạng. Thăng hoa đi. Game này mình đang suy nghĩ ông đầu chơi gì bây giờ. Bây giờ 3.3 mình lên level 7 rồi mọi người. 3.3 lên level 7 nhờ một cái thành tích cũng khá là đáng nể đấy. Khá là đỉnh đấy. Chứ thường thường mình phải tầm bắn đến 6 hắc ám mới level 7 cơ. Nhưng mà quan trọng bây giờ mình chơi cái gì bây giờ là điều quan trọng này. Hy vọng mình run 10 vàng này là chủ yếu để kiếm được cái con cá chê thôi. Đấy. Con tam ken thôi để có thể cho anh em xem gọi là năm ngoại binh từ sớm. Làm sương sương khoảng tầm 6 7 chuỗi thua gì đó. Châu đấy. Tăng sát thương rồi, xong 15 giây. Cái nội tại thăng hoa cũng khá là bá đạo đấy mọi người. Tăng lên như này 75% sức mạnh cơ mà. Lúc nói chung ấy, đây là cái quà trời cho nha mọi người nhá. Cái nội tại này là khi nói chung là khi anh em đạt nhiều lõi thì mới được nhiều vàng hơn thôi. Còn lúc nãy mình ý là lúc đầu ấy mình cũng tưởng là nó sẽ kiểu nó sẽ ong tu ấy, ra mỗi round cơ. Thực sự như vậy nhưng mà thực ra không phải, nó chỉ ra một phát duy nhất là một chỉ là một phát mà thôi. Lắc này. Mình đang rất là cần một con cá chê xuất hiện. Cá chê ơi, bạn đừng bỏ tôi nhé. Chita nào chúng tôi này, Hà Trung Anh. Ba vàng. Mình đang tính làm đắp ba sâu zin mọi người ạ. Top 1 bộ sổ bảy nhà phát minh rồi, có rồng thần rồi. Rồng máy 5000 máu mọi người nhá. Rồng máy dậm đất và gầm lên một tiếng khủng khiếp khiến kẻ địch trong vòng 3 giây rồi chạy tán loạn. Trong vòng 4 giây đội bạn sẽ được tăng sĩ khí, nhận 75 tỷ lệ chí mạng và 75 sát thương chí mạng trong vòng 8 giây. Nội tại là mỗi đòn đánh thứ 3 phóng điện sẽ gây thêm 700 sát thương phép lên 3 kẻ địch. Mạnh nhỉ? Có 7 nhỏ mình từ sớm lắm rồi nhỉ? Phong này đang nguy cơ top 1 khá cao này. I'm walking alone, the streets are
Sổ hộ nghèo. Ông này nghe, ông này tính hai Bron sang lấy quả sổ hộ nghèo nghe của bắp vậy ta. Nico. Ôi, đúng thật, game này nó độ mình chó gát thật sự mọi người ạ. Chó gát ra liên tục luôn. Ok, chỉ úp lại vào 8 rồi này. Trang bị thì đã có 2 Soul Jin ở đây rồi. Soul Jin mà làm vị tướng nào hấp dẫn nhất này? Tướng 5 vàng mà cầm Soul Jin thì Victor à? Victor 3 Soul Jin à? Ủa sổ bởi nhà phát minh này nguy hiểm lắm. Nói chung là ông này sắp xếp đội hình này thì mình cần phải có một cái con tướng nào đó gọi là sốc đam. Đây, cái lốc, phải có cái lốc nha. Lắp luôn có cái lốc luôn. Lốc một đồng lên. Còn nó bút mạnh lắm. Đù với con rắc tăng cơ của tôi lại bay ra chỗ khác vậy. Rắc ơi, rắc ơi. Ôi, không ổn luôn. Rồi nè, ôi, à đủ. Oh my god, mình không tin phát đấy bị win luôn nha. Ảo má Canada luôn. Ôi, vàng ngon đấy. Fiora Basozin à. Ôi, lắc độ mình này. Lắc nó độ mình mọi người ơi. Mình đang có một cái lõi công nghệ quấy nữa thì hy vọng biết là cái lõi là lõi gì. Chó gắt 2 sao bị lốc lên rồi. À, có ngò kìa. Đúng rồi, choáng lại đi. Sao con Queen mình đứng thằng đần vậy ta? Vãi nồi thật. Ok, do mình. Lỗi là tại tôi. Có ai chơi lắc không? Nhà phát minh khổng lồ. Học viện level 6, chưa có lắc. Bên này có quả Nico thì nhẹ nhàng mình hơn nhở? Không có. Cái con rắc này mình ron nãy giờ chưa ra luôn nữa mọi người ơi. Đây, mình lốc con đồng rồi mọi người ạ. Đấy, rồng với thần của chúng tôi này. Lắc. Pum. Phát nữa thôi, ăn CC rồi. Ui rồi, thấy không? Một phát clear map luôn kìa. Cái sức mạnh của Miss Fortune mọi người. Đứng càng đông thì càng nhanh chết thôi. Đây, rồng thần của các bạn đây. Rồng thần khá đuối. Rồng với trả thần này, cho đi bụi luôn. Có trang bị sẻng này, có sẻng mọi người, có sẻng vàng, có BF, có nước mắt. Mình thì đang hướng tới BF và nước mắt để có thể làm cho anh em xem, đó chính là 3 Soul Jin với Lắc. Ok, còn nước mắt nữa mọi người, lấy Fiora nha. Ngô Hậu chơi gì không ta? Ngô Hậu chơi gì vậy? À, Ngộ lấy đồ thôi. Yeah.
bye bye Fira nhá. To ba sầu riêng anh em ạ, anh em nghĩ đến cái cảnh Victor ba sầu riêng của mình chưa? Mẹ vào nàng của Victor là 140, nếu mà làm cho nó ba sầu riêng thì cũng khá đẹp trai. Ai gọi tôi vậy? Game này khéo làm của Victor ba sao đấy nhờ mọi người nhờ. Học viện à? Lắc 3 sao, 3 sâu zin, 8 học viện ư? Top 1 có chơi lắc không? Không chơi lắc. Top 2. Ui, top 2 không chơi học viện rồi. Và nếu có lắc thì cũng sẽ lấy lắc thôi. Nên là game này mình sẽ cứ cầm tạm này thôi. Cầm tạm này thôi. Đợi xíu nữa mình sẽ làm một trận đấu liên quan tới kiểu là Victor 3 sâu zin mọi người ạ. Nãy giờ Ron không ra thêm một con nào liên quan tới con Long Bờ Lăng mọi người ạ. Game này là một game mà nó không hề độ mình cái đội hình là chính là đội hình là gì ra ngoại binh. Hay quá, một trưởng phát là chết này, ngon chưa? Up level 9 mọi người nhá. Oh my god, không chịp cho vào. Sao được cái quả nhỏ à? Một cái bếp thôi, một cái bếp nữa. Bếp. Bếp. Không ra bếp rồi. Bây giờ chỉ đợi thêm cho bị bếp xuất hiện từ cái con cá chê đó nhả đồ thôi. Đại bác. Rút đồ. Một trưởng. Hai trưởng. May sao cà chê mình nuốt con Bobby mọi người ạ. Nuốt con Bobby làm đội hình này nó mất luôn cái hàng hàng thủ ấy. Hay quá lắc ơi. Quá phê mọi người ạ. Trưởng như hắc vừa luôn á. Vô tình xem biết thế lấy con quả so sinh ba quá ngon hơn nhỉ. Nuốt tình anh em thiệt lành. 3 vàng à? Tôi nuôi bạn là bạn cho tôi 3 vàng thế à? Ôi sổ xin gệt nhìn khỏe thế.
hơi căng mọi người. Gặp mấy ông khỏe khỏe là mình gặp ông top 1 là mình chắc là mình toang đấy, là luôn rồi. Gặp bạn ảo. Ơ, đồng máy, đây là một sao này, lỗi game à? Ơ kìa anh em. Ơ, nó bị lỗi game này. Đúng là nhìn vào máu một sao thật này. Có 1000 máu thôi. Lắc của mình thì sổ mạnh quá rồi, anh em thấy không? Cứ đứng một chỗ trưởng như này thì ai mà đỡ cho nổi. Ồ, lỗi game đấy mọi người, lỗi game rồi. Ta xin quả Nico đi, đúng rồi phần trưởng đây. Úi xồi, sao bị thành phần tấn công à? Chắc là BF đúng không? Chắc là BF rồi, phần công chắc là BF rồi. Nốt đi anh em, thiệt lành. Ui, tôi đang ở level 9 đấy, chứ không phải ở level khác đâu mà sao Tron kỳ cục vậy người anh em. Người em game Riot học viện này. Một trưởng, hai trưởng, ba trưởng. Cố gắng làm cho anh em xem của Victor 3 sao nha. Lâu lắm mình chưa làm cho anh em xem Victor 3 sao. Game này mình sẽ làm cho anh em xem Victor 3 sao, 3 sojin luôn. Nó sẽ skill nhanh hơn và đẹp hơn, khỏe hơn nhiều. Chó gát 3 sao mà cũng không thể vượt qua nổi dàn, cái dàn gọi là dàn này. Đang chơi nhà phát minh và hóa kỹ máy móc à? Giả. Ấn đấu sĩ. Ui, một quân. Anh em thấy không, game này nó không độ mình mà. Nó không làm cái lõi gì liên quan đến cái trận đấu mình đang chơi luôn. Thôi lấy tặng di tích vậy. Để kiếm di tích 2 sao. Chứ trang bị thì trang bị, nếu mà trang bị để mình lấy thì mình sẽ thích lấy cái trang bị bàn tay công lý này hơn. Victor. Sổi kìa, quá khổ à. Đòn cũng hơi vã đấy các bạn ạ. Ui, Kai'Sa đã cầm ra cầm quỷ thư à. Ui, ông này Victor 2 rồi à. Victor 2 sao rồi các bạn ơi. Mình thua chắc rồi. Ôi, ông này level 9 từ lâu lúc nào vậy ta? Ghê vậy. Chắc phải đợi trong top 1 cũng giết thôi. Còn nếu mà vã quá thì mình sẽ phải gọi là cho ta Ngô Hậu này, Victor 2 này. Ui, 9 hóa kỹ à? Vãi rồi. Á đù. Thả nào ạ, khỏe thế. Không để ý mọi người ơi. Top 1, gặp top 1 mọi người ạ. Ngô Hậu gặp ai đây? Ngô gặp Zik à? Con Victor 2 sao kia nó kẻ một phát thôi là đủ, gọi là clear map rồi. Ai đủ? Còn Vex nữa. Khỏe lắm mọi người ạ, 9 hoa kỹ mà. 9 hoa kỹ thì đúng là gọi là bó tay chấm inox ở đây chấm com đấy, mạnh cực độ luôn. Hai cái lốc. Ồ, cái trang bị tấn công của tôi đâu? Sao mày bảo ta là tao là mày tặng ta trang bị tấn công mà? Trước
9 hóa kỹ này. Con Lee Sandra nó khỏe quá, con Lee Sandra nó skill một phát thôi là cũng đủ mệt mỏi với nó rồi mọi người ạ. Nico 2 tướng 3 vàng à. Chơi mà không có cho quả Nico nào. Game sống lỗi quá game ơi. Đợi lock. Bắn đi Zenix. Đủ. Hồi máu ghê quá. Hồi máu ghê quá anh em ạ. Hơi loạn đầu anh em. Vừa chết rồi, ăn ngay quả sâu, ngay quả áo trong tính lặng rồi. Đủ, vẫn thua. Mình chết luôn ta, round 6.2 à. Còn hai đối tượng nữa. Do con Zeke mình đồ xấu quá anh em ạ. Zeke mình đồ xấu quá. Đồ xấu quá không thể đỡ nổi. Chứ đồ mà cũng đẹp đẹp chút thì may ra ăn ngay được rồi mà. Còn Garen nữa. À đù. Loạn não đấy nhở. Ui khỏe quá anh ơi. Chịu rồi. 9 hóa kỹ nhân tố X, khu đồ hiệu độc hành. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại ở những video sau.